Liz Truss, thủ tướng tại vị ngắn nhất ở Vương quốc Anh. Sau một hành trình chính trị dài từ đảng Dân Chủ Tự Do tới vị trí lãnh đạo của đảng Bảo Thủ, bà Liz Truss đã chính thức trở thành thủ tướng mới của Vương quốc Anh sau khi được nữ hoàng Elizabeth sắc phong vào ngày 6 tháng 9, 2022. Dù được kỳ vọng sẽ trở thành ba đâm thép mới của xứ sương mù, nhưng chỉ trong sau 45 ngày đương nhiệm, chính quyền thủ tướng Anh Liz Truss đã đưa ra những chính sách gây chao đảo tình hình đất nước. Cuối cùng, bà phải từ chức sớm và trở thành vị thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Đam mê chính trị từ nhỏ. Bà Liz Truss, tên đầy đủ là Mary Elizabeth Truss, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1975 trong một gia đình cánh tả ở Oxford, nước Anh. Khi Liz Truss lên 4 tuổi, gia đình bà chuyển tới Paisley, gần Glasgow, nơi cha bà là ông John, một giáo viên toán học đang làm việc. Mẹ bà là Priscilla, một y tá là thành viên của chiến dịch giải trừ vũ khí hạt nhân, thường đưa con gái nhỏ tham gia các cuộc tuần hành cấm bom. Trong một bài phát biểu năm 2018, bà Truss nói rằng bà đã bắt đầu phát triển thế giới quan của riêng mình từ sớm. Thời thơ ấu, bà thường tranh luận với cha mẹ về các vấn đề chính trị và xã hội, đặc biệt việc gia đình bà theo chủ nghĩa cánh tả. Một chi tiết khá đặc biệt là khi còn nhỏ, Liz Truss từng tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối thủ tướng đảng bảo thủ Margaret Thatcher. Song khi lớn lên, bà lại ngưỡng mộ nữ nguyên thủ đầu tiên của Vương quốc Anh này. Sau này, gia đình bà Truss chuyển tới định cư ở khu vực Roundhay của Liz, phía bắc nước Anh. Những bạn học cũ và giáo viên của bà tại trường Roundhay cho biết, Liz Truss là một người cực kỳ thông minh. Vào thời điểm đó, mỗi năm nhà trường Roundhay sẽ gửi một nhóm nhỏ học sinh tới trường đại học Oxford và Cambridge. Và Liz Truss đã giành được một suất học chính trị, triết học và kinh tế tại trường Martin thuộc đại học Oxford. Thời sinh viên, bà Truss tham gia chính trị và trở thành chủ tịch của đảng Dân Chủ Tự Do của trường đại học Oxford để vận động bãi bỏ chế độ quân chủ. Tại hội nghị thường niên của đảng Dân Chủ Tự Do năm 1994 tại Brighton, trước sự thất vọng của đảng lãnh đạo Paddy Ashdown, bà đưa ra một đề nghị và tuyên bố: "Chúng ta, những đảng viên Dân Chủ Tự Do, không tin rằng mọi người sinh ra để cai trị." Sau khi tốt nghiệp vào năm 1996, bà Liz Truss đã chuyển sang hoạt động cho đảng Bảo thủ và làm việc tại công ty dầu khí đa quốc gia Shell và công ty viễn thông Cable and Wireless. Lord Robertson, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, tới giờ ông vẫn còn nhớ về tham vọng của Liz Truss. "Cô ấy rất quan tâm tới chính trị và là một thành viên của đảng Bảo thủ. Tôi đã khuyến khích cô ấy tranh cử và nói, đảng Bảo thủ cần những người như cô." Gương mặt mới nổi trên chính trường Anh. Sau hai lần tranh cử vào Quốc hội không thành công vào năm 2001 và 2005, Liz Truss đã được chọn vào danh sách A của ông David Cameron để trở thành hạ nghị sĩ đại diện cho khu vực Norfolk vào năm 2010. Thời điểm đó, bà kết hôn với ông Hugh O'Leary, một kế toán viên và có hai con gái nhỏ. Năm 2012, bà Truss trở thành Bộ trưởng Giáo dục cấp cơ sở. Bà đã cố gắng thúc đẩy một số cải cách gây tranh cãi về vấn đề chăm sóc trẻ em. Tới 2014, bà đảm nhiệm vị trí đầu tiên trong nội các với tư cách là Bộ trưởng Thực phẩm và Môi trường. 2 năm sau, cả nước Anh đứng trước bước ngoặt lớn với cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU. Khi đó, bà Truss theo phe ở lại vì không muốn con bà lớn lên trong xã hội mà phải cần visa hoặc giấy phép để làm việc tại châu Âu, hoặc bị cản trở khi muốn mở doanh nghiệp vì những rào cản thương mại. Rốt cuộc, phe ở lại đã thất bại, nhưng bà Truss vẫn được đánh giá cao với những nỗ lực dưới chính quyền Thủ tướng Theresa May sau đó. Dưới thời Thủ tướng Theresa May, sự nghiệp của bà chỉ dừng lại ở vị trí số 2 trong Bộ Tài chính và nhiều người cho rằng sự nghiệp của bà như thế là chấm hết. Tuy nhiên, sự trở lại của bà bắt đầu nhen nhóm vào tháng 7 2019 khi ông Boris Johnson trở thành Thủ tướng và bổ nhiệm bà làm Bộ trưởng Thương mại Quốc tế. Sau đó, bà đã có công giúp Anh đàm phán thành công thỏa thuận thương mại tự do đầu tiên từ sau Brexit với Nhật Bản. Vào tháng 9 2021, bà Truss được bổ nhiệm chức Ngoại trưởng, một trong những vị trí quan trọng nhất trong chính quyền. Mặc dù từng trả lời phỏng vấn rằng bà không hẳn là một nhà ngoại giao thực thụ, nhưng bà vẫn được đánh giá cao khi đưa nước Anh đi đầu trong rất nhiều vấn đề quốc tế quan trọng. Giữ vai trò mới, Liz Truss đã nỗ lực được bãi bỏ Nghị định Thương Bắc Ireland mà Anh cho rằng có nhiều quy định gây cản trở thương mại, được giới nghị sĩ bảo thủ tán đồng, dù phe đối lập, đối tác châu Âu và Mỹ chỉ trích. Bà Truss còn giúp đưa về nước hai công dân Anh bị tạm giam tại Iran và là một trong những người đi đầu trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với nước Nga. 6 tuần quay cuồng của Thủ tướng Anh. Vào ngày 6 tháng 9 năm 2022, sau khi Thủ tướng Boris Johnson đệ đơn từ chức lên nữ hoàng, thì vào cùng ngày bà Truss đã vượt qua được Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak trong vòng bỏ phiếu cuối cùng của đảng bảo thủ để trở thành thủ lĩnh mới của đảng cầm quyền, qua đó trở thành tân thủ tướng của nước Anh. Lúc này, bà là vị thủ tướng thứ 15 được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bổ nhiệm trong 70 năm trị vì. Tân thủ tướng Anh lên nắm quyền vào thời điểm đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt, bất ổn công nghiệp và suy thoái. Nghị sĩ kỳ cựu của đảng bảo thủ David Davis mô tả rằng, trong số các thủ tướng thời hậu chiến, mức độ khó khăn của những thử thách mà bà Liz Truss đảm nhận có lẽ chỉ đứng sau thời bà Margaret Thatcher. Tân thủ tướng tuyên bố bà sẽ đưa ra kế hoạch táo bạo để cắt giảm thuế và củng cố nền kinh tế Anh sau đại dịch, đồng thời giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng. Bà Liz Truss và Bộ trưởng Tài chính Anh khi đó, ông Kwasi Kwarteng, đã bảo vệ chính sách được gọi là mini budget, ngân sách nhỏ, bằng lập luận rằng nước Anh cần phải dành ưu tiên cao nhất cho tăng trưởng và việc cắt giảm thuế rất ưu đãi với từng lớp thu nhập cao là một biện pháp để kích thích tăng trưởng. Bà cũng tuyên bố sẽ không ưu tiên phân phối thu nhập bình đẳng, đồng thời sẵn sàng gia tăng nợ công bằng cách đi vay để đầu tư công, đẩy mạnh tăng trưởng. Ngay khi đó, rất nhiều chuyên gia kinh tế đã phân tích rằng việc bà Liz Truss chủ trương ưu đãi người giàu hơn người nghèo trong bối cảnh nước Anh đang trải qua thời kỳ lạm phát cao nhất trong 40 năm, với rất nhiều hộ gia đình bình dân phải chật vật trả hóa đơn năng lượng và thực phẩm, là rất khó chấp nhận về mặt chính trị và đạo đức. Về mặt kinh tế, việc cắt giảm thuế ồ ạt, gia tăng đi vay sẽ khiến thâm hụt ngân sách và nợ công của Anh tăng đến ngưỡng nguy hiểm, gây tác động tiêu cực về vĩ mô. Trên thực tế, thị trường tài chính Anh đã lập tức phản ứng gay gắt theo đúng lo ngại đó. Đồng bảng Anh sụt giảm kỷ lục so với đồng đô la Mỹ, đồng thời lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm, tức khoản lãi suất đi vay của Anh cũng tăng mạnh. Sự hỗn loạn trên thị trường tài chính đã buộc Ngân hàng Anh Quốc chi hàng chục tỷ bảng để can thiệp, đồng thời Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm tín dụng cũng đưa ra các nhận xét rất tiêu cực với chính sách của chính phủ Anh. Ngay cả trong triển vọng ngắn hạn, một thực tế đau lòng là các yếu tố thúc đẩy nước Anh trong 3 thập kỷ qua, hàng hóa rẻ, lao động, nguồn vốn và năng lượng dồi dào đều đang diễn biến ngược lại. Hiện tại, căng thẳng thương mại với EU và Trung Quốc cùng với sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã làm tăng giá hàng hóa, cộng thêm xung đột giữa Nga và Ukraine đã cắt đứt dòng khí đốt tự nhiên càng khiến giá cả tăng vọt. Lúc này, nước Anh cũng đang thiếu những nhân tố thay đổi cuộc chơi đã giúp nước này thoát khỏi những đợt tụt dốc trước đó. Các cựu thủ tướng trước như là bà Margaret Thatcher có dầu biển Bắc để khai thác và bãi bỏ nhiều quy định để giải phóng khu tài chính của thành phố London. Ông John Major và ông Tony Blair đã thu hút các nhà sản xuất ô tô, bao gồm Nissan Motor và BMW, đồng thời mở rộng cửa cho lao động nước ngoài. Những thay đổi kiến tạo đó đã giải cứu nước Anh khỏi cú sốc năng lượng những năm 1970 và sự sụp đổ của đồng bảng Anh vào năm 1992. Nhưng giờ đây, thay vì xây dựng các ngành công nghiệp mới, Anh đã cắt đứt quan hệ với đối tác thương mại lớn của mình, cắt giảm liên kết với Trung Quốc và không có khả năng đạt được thỏa thuận thương mại sớm với Mỹ. Tương lai bất định. Nhận thấy sai lầm của chính sách và những phản ứng bất lợi của nhiều giới, từ phía đối lập và ngay trong nội bộ đảng, Thủ tướng Truss đã quyết định thay tướng cho Bộ trưởng Kwarteng thôi chức vào hôm 14 tháng 10 và thay thế bằng một chính khách kỳ cựu ông Jeremy Hunt nhằm cứu vãn tình hình. Đồng thời, bà Truss tổ chức một cuộc họp báo, trong đó bà thừa nhận các kế hoạch kinh tế của mình đã đi xa hơn và nhanh hơn những gì mà thị trường mong đợi. Ngay sau khi nhậm chức, ông Hunt đã thực hiện ngay nhiệm vụ tối quan trọng để cứu Chúa, đó là hủy bỏ kế hoạch tài chính mini budget của ông Kwarteng và tuyên bố chính phủ Anh sẽ xem xét tăng thuế thay vì giảm thuế như đã công bố trước đó. Ông Hunt đã phá bỏ gần như tất cả nền tảng trong chính sách kinh tế đã mang về chiến thắng cho bà Truss, bao gồm phần lớn các khoản cắt giảm thuế của bà và gợi ý một mức thuế thu nhập mới đang nằm trong tầm ngắm của ông. Ngay sau động thái của ông Hunt, thị trường tài chính Anh đã có phản ứng tích cực. Đồng bảng Anh ngay lập tức tăng 2%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Trước những thay đổi liên tục và sự hỗn loạn trong thị trường, sự tụt giảm uy tín của chính phủ cũng như của đảng bảo thủ và đặc biệt là quyền lực trong chính phủ của bà Truss đã dần chuyển sang ông Hunt. Đến ngày 20 tháng 10, 2022, Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố rời nhiệm sở chỉ 6 tuần sau khi được bổ nhiệm. Sau tuyên bố từ chức, bà Truss thừa nhận đã không thể hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết, không thể đảm đương nhiệm vụ mà đảng bảo thủ giao phó. Trước đó, lịch sử nước Anh từng ghi nhận trường hợp tại vị ngắn nhất của cố thủ tướng George Canning khi ông chỉ lãnh đạo trong 119 ngày trước khi ông qua đời vào năm 1827. Giới chuyên gia cho rằng, Dù chỉ tại chức trong 45 ngày, nhưng bà Liz Truss đã phạm phải nhiều sai lầm, gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế nước Anh. Về tổng thể, nguyên nhân trực tiếp lớn nhất khiến bà Liz Truss phải ra đi sau 45 ngày là sai lầm về chính sách kinh tế. Nhưng về sâu xa, đó là do đảng bảo thủ không còn bất kỳ niềm tin nào vào năng lực lãnh đạo, năng lực xử lý khủng hoảng của bà Liz Truss. Tại các phiên chất vấn nóng bỏng ở Hạ viện Anh những ngày qua, bà Liz Truss nhiều lần ngồi im để tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt và thậm chí là cựu đối thủ trong đảng là bà Penny Mordaunt giải trình thay mình, khiến báo chí Anh gọi bà là thủ tướng có văn phòng nhưng không có quyền lực. Sự thất bại của bà Truss dù đã được đoán định từ trước đó, nhưng sự kiện này đã đẩy đảng bảo thủ vào một cuộc khủng hoảng mới khi không có ứng viên nào đủ uy tín để trở thành thủ tướng Anh tiếp theo. Theo các chuyên gia, thủ tướng tiếp theo của nước Anh sẽ tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức sau khi bà Truss rời đi, từ việc vực dậy nền kinh tế và tài chính hỗn loạn, giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát gia tăng, cũng như hàn gắn nội bộ đảng bảo thủ trước sự chia rẽ và lấy lại niềm tin, sự tín nhiệm của dân chúng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!